Còn tại cuộc hội kiến với Chủ tịch Quốc hội Pháp Claude Balleton, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định việc Việt Nam rất trân trọng đóng góp của Quốc hội Pháp và nhóm nghị sĩ hữu nghị Pháp Việt trong việc thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước. Thủ tướng cũng đồng thời mong muốn Quốc hội Pháp ủng hộ và tạo điều kiện cho các địa phương Pháp tham gia hội nghị hợp tác giữa các địa phương Việt Nam và Pháp lần thứ 10 sẽ được tổ chức tại Cần Thơ trong tháng 9 sang năm. Thủ tướng đề nghị Chủ tịch Claude Balleton và Quốc hội Pháp sớm phê chuẩn Hiệp định Đối tác và Hợp tác Toàn diện Việt Nam-EU, cũng như ủng hộ sớm ký chính thức và phê chuẩn Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-EU. Nhân dịp này, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng đề nghị Quốc hội Pháp tiếp tục ủng hộ, thúc đẩy cũng như tạo điều kiện cho các doanh nghiệp hai nước đẩy mạnh kết nối kinh doanh, đồng thời tác động chính phủ Pháp duy trì ODA cho phát triển của Việt Nam và thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã thông tin cho lãnh đạo Thượng viện và Quốc hội Pháp về diễn biến phức tạp tại Biển Đông, đe dọa nghiêm trọng tới an ninh, an toàn và tự do hàng hải hàng không tại khu vực có tuyến hàng hải lớn kết nối châu Âu và Đông Á. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị Thượng viện và Quốc hội Pháp phát huy tiếng nói của mình, ủng hộ lập trường của Việt Nam và ASEAN giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, hiến chương Liên Hợp Quốc, công ước của Liên Hợp Quốc về luật biển. Chủ tịch Thượng viện và Chủ tịch Quốc hội Pháp đã nhất trí cho rằng các bên cần cam kết không sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, tự kiềm chế, không làm phức tạp và căng thẳng thêm tình hình, đồng thời đẩy mạnh thực hiện các biện pháp xây dựng lòng tin, cùng cam kết không theo đuổi, không có hành động quân sự hóa ở Biển Đông.